Lý cuộc đời. 1. Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người. 2. Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều. 3. Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang nổ. 4. Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường. 5. Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói cảm ơn. Những kẻ ghét bạn sẽ nói đạo đức giả. 6. Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn. Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn. Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình, đừng cố uốn mình theo. Những con mắt trần gian đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa. Khi thương nước đục cũng trong, khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ.